Xin chào các bạn nha, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối cái máy in nhiệt wifi không dây này với cái phần mềm tính tiền TV để các bạn có thể in cái hóa đơn bán hàng cho nhà hàng, khách sạn, quán cà phê hoặc là quán ăn nha. Tại sao mình lại nói là cái phần mềm này nó phù hợp cho cái nhà hàng, quán ăn, khách sạn? Tại vì các bạn, ở trong cái chỗ cái phần mềm nó có bàn nè các bạn có thể thiết lập những cái bàn trong cái quán của mình phù hợp để các bạn in ra như hóa đơn. Các bạn có thể thiết lập những cái bàn phù hợp với cái quán của mình nè. Đó, bàn 1, bàn 2, bàn 3, bàn 4, bàn 5. Các bạn ghi sao nó phù hợp với cái quán của mình ha. Rồi trong đây có cái bảng giá nè. Các bạn nhập cái menu của quán mình vào nè. Đó. Các bạn nhập tên món và cái giá nè. Các bạn nhập vào tên hàng và giá bán nè. Rồi còn ở bên bàn cũng vậy. Các bạn bấm dấu cộng nè. Các bạn thêm tên bàn vào thôi ha. Rồi, thì cái máy in này á các bạn, cái máy in này là máy in nhiệt không có sử dụng mực và nó cũng là cái máy in không dây luôn. Nó kết nối với wifi ở nhà của các bạn chỉ cần kết nối wifi và điện thoại kết nối wifi là các bạn có thể in được. Các bạn chỉ cần gắm điện vào và các bạn in thôi nha. Thì bên mình có hỗ trợ là cài đặt cái wifi, kết nối cái wifi ở nhà của các bạn với cái máy in này trước. Đó, thì các bạn liên hệ với mình, bên mình sẽ cài đặt trước, sau đó bên mình sẽ gửi hàng cho các bạn về. Các bạn chỉ cần gắm điện và nhập cái địa chỉ IP vào trong cái phần mềm tính tiền TV để các bạn in thôi nha. Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ về cái máy in này và hướng dẫn các bạn kết nối cái máy in này với cái wifi nhà của bạn để in cái hóa đơn bán hàng trên phần mềm tính tiền TV nha. Ok, bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ về cái máy in này nha. Thì đây là cái máy in nhiệt nha các bạn. Các bạn chỉ cần gắm điện vào, kết nối với wifi nhà và kết nối với cái app của các bạn là các bạn có thể in được cái hóa đơn bán hàng các bạn gửi cho khách hàng nha. Thì cái máy này có thể kết nối được với cái phần mềm như là Sabo nè, Kiosk Việt nè, Tính Tiền TV nè, sổ bán hàng nè và một số cái phần mềm khác nữa nha các bạn. Thì mình có làm một số cái video về cái máy in này kết nối với cái phần mềm và in thử ở bên dưới phần mô tả. Các bạn xuống dưới phần mô tả các bạn xem lại những cái video đó nha. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp giấy nha. Thì ở đây nè các bạn, nó có cái nút là các bạn nhấn vào nó sẽ mở khay giấy nè. Đó, ở đây mình có sẵn cái cuộn giấy nè các bạn. Đây, cuộn giấy các bạn chỉ cần đặt vô theo cái chiều này nha. Rồi các bạn để như thế này và các bạn đóng lại thôi. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn test cái máy in nha. Rồi các bạn tắt nguồn nè, các bạn giữ cái nút này nè. Rồi các bạn bật cái nguồn lên. Khi mà cái đèn đỏ này nó tắt nè, các bạn buông ra. Nó sẽ in ra một cái tờ in test nè. Cái tờ in test này á, nó để kiểm tra được cái tình trạng của cái máy nha. Khi mà các bạn sử dụng á, nếu mà có trục trặc như thế nào á, thì các bạn có thể dùng cách này để các bạn in ra thử xem cái máy của mình nó có hoạt động hay không, hay là do lỗi cái điện thoại của mình. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối cái máy in này với cái wifi nhà của các bạn nha. Thì bây giờ ở đằng sau nè các bạn, nó có một cái nút nè, cái nút màu đen nè các bạn thấy không. Các bạn bấm vô cái nút màu đen nè, nó sẽ in ra một cái tờ giấy cho các bạn nè. Rồi ở đây các bạn có thấy là SSID nè, là cái tên wifi của cái máy này nó phát ra nè. Bây giờ các bạn dùng điện thoại các bạn kết nối với cái tên wifi này nè. Rồi ở đây nè các bạn thấy không, rồi Winter 5607 nè. Đó, rồi các bạn kết nối vô cái wifi này. Rồi bây giờ các bạn vào trong cái CH Play hoặc là App Store, các bạn cài cái phần mềm Ultra Winter này vào nè. Đó, các bạn cài vào nha. Thì ở đây mình cài rồi nên mình không có cài lại nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ vào trong cái setup wifi nè. Rồi các bạn nhập cái tên wifi nhà của các bạn vô nha. Các bạn nhớ là các bạn nhập chính xác nha. Các bạn nhập sai là nó không có chạy đâu á. Mình ví dụ là ở đây mình có cái wifi của mình nè, Johnny Trần nè. Rồi mình nhập vô, viết hoa viết thường là y chang như cái tên của các bạn luôn nha. Rồi có khoảng cách luôn này nha các bạn. Rồi nhập password các bạn vào chỗ authenticated nè. Các bạn nhập open, các bạn mở lên. Rồi các bạn chọn ở dưới cùng nè. Rồi các bạn nhập cái wifi vào. Nhập cái pass vào nha các bạn. Rồi các bạn nhớ nhập chính xác nha. Xong các bạn bấm done nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thiết lập cái IP cho nó. Có nghĩa là khi nãy mình nói á,
là các bạn thiết lập cái IP cố định đó, thì khi mà các bạn tắt cái máy này đi á thì nó cũng sẽ không có thay đổi cái IP nha, là ở chỗ này nha các bạn. Đó, bây giờ các bạn bấm vào DHCP nè. Rồi DHCP các bạn chọn TTX nè. DHCP này á là có nghĩa là IP động nè, TTX là IP tĩnh nha các bạn, nó cố định nha. Rồi bây giờ các bạn nhập theo mình nha, 192 nè, .168 nè, .1 nè, .254 nè. Một tí nữa mình sẽ cho chỉ cho các bạn xem cái dãy IP của các bạn, để các bạn biết được cái dãy IP của mình là bao nhiêu để các bạn nhập vô nha. Thường á là 192.168.1, nhưng mà có chỗ là 1.2.168.0 nữa nha các bạn, .2 luôn, có rất là nhiều cái dãy IP, nên các bạn cần phải xem cái dãy IP của mình là bao nhiêu để các bạn nhập vào nha. Thì ở đây là cái dãy IP của mình .1, lát một nữa mình sẽ hướng dẫn cho các bạn xem nha. Các bạn nên để là .1.254 nha, thì thường cái địa chỉ 254 này nó rất là ít người sử dụng. Đó, nếu mà các bạn nhập 254 không được đó, là có nghĩa là nó trùng với cái thiết bị khác nha. Thì mỗi cái địa chỉ IP đó là nó chỉ có một cái thiết bị sử dụng thôi nha các bạn. Rồi đây là 255 nha. Thì thường á là ở gia đình nó để cái địa chỉ 192.168.1 không mà các bạn. Có .0 nữa, có .2 luôn. Đó, một xíu nữa mình chỉ các bạn coi. Default gateway này là 192.168.1.1. Một chút xíu nữa mình sẽ chỉ cho các bạn xem như thế nào về cái này ha. Rồi các bạn bấm config nè, để nó cấu hình, nó kết nối với cái máy này, nó cấu hình lên nha. Các bạn lưu ý là cho nó chạy nha, nó chạy khi nào mà nó có chữ done á là xong á thì nó mới hoàn thành nha. Các bạn để cho nó chạy xíu. Nè các bạn thấy không? Nó chạy xong, nó có chữ done nè, vậy mới là xong nha các bạn. Bây giờ chúng ta tắt cái máy đi nè. Bây giờ chúng ta tắt cái máy ra nè. Rồi chúng ta mở lên lại ha. Rồi bây giờ chúng ta bấm cái nút màu đen ở dưới làm sao nè, để chúng ta coi coi nó ra địa chỉ IP bao nhiêu ha. Nè các bạn thấy không, nó ra cái địa chỉ nè, cái tên wifi nè của nhà mình nè, cái pass nè, cái địa chỉ nãy mình thiết lập nè, .1.254 nè, rồi .1 nè, default gateway nè. Ok bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn coi cái dãy IP nha. Thì bây giờ mình sẽ vào lại cái wifi nhà mình nè, cho đi trần nè các bạn thấy không. Rồi bây giờ các bạn ở trên iPhone á, các bạn vào trong cái chữ Y nè. Đó. Các bạn vào trong cái wifi của mình thì các bạn sẽ thấy được cái IP của cái điện thoại của mình nha. Đây là 192.168.1 nè, .164 nè, là cái địa chỉ IP của mình nha các bạn. Đây, 192.168.1 nè, các bạn thấy không? Đó, từ cái gì? Có thể nó chỉ thay đổi là .0 ở chỗ .1 nè, .1 nó có thể thay đổi số 1 thành số 0, hoặc là số 2 hoặc là số 3 thôi. Còn cái mặt nạ mạng nè, các bạn nhập y chang như của trên điện thoại nè, 255.255.255.0 nè. Bộ định tuyến nè, các bạn cũng nhập y chang luôn nè, 192.168.1.1 nè. Đó, các bạn chỉ thay chỗ này thôi, các bạn chỉ coi chỗ này thôi nè, cho nó trùng với cái IP ở đây ha. Rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ ra ngoài chúng ta in thử nha. Thì sau khi mà các bạn đã kết nối được cái wifi với cái máy in rồi á, bây giờ các bạn cài phần mềm tính tiền TV vào nha. Các bạn vào CH Play hoặc App Store, các bạn tìm cái từ khóa là tính tiền TV nè, các bạn cài vào ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ lấy cái địa chỉ IP của cái máy, các bạn nhập vào cái phần mềm tính tiền TV này để các bạn in nha. Thì những bạn nào mua máy bên mình, nhờ bên mình hỗ trợ cài đặt sẵn á, thì bên mình sẽ để một cái tờ giấy này ở bên trong cái khay giấy nè. Các bạn mở cái khay giấy ra để các bạn lấy cái tờ giấy này để các bạn xem địa chỉ IP ở đây ha. IP address là 192.168.1.254 nè các bạn ha. Thì những bạn nào không biết xem á, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn xem nha. Các bạn lật cái máy lại nè, có nút màu đen ở dưới sau nè. Đó, các bạn bấm cái nút này thì nó sẽ ra tờ giấy này ha. Các bạn lưu ý á, là cái đèn này đó, khi mà nó sáng là nó kết nối được với cái wifi ở nhà của bạn rồi. Còn nếu mà nó không sáng là nó sẽ không có kết nối được cái wifi. Các bạn cần phải cài đặt lại, các bạn cài đặt sai chỗ nào ha. Rồi, mình bấm nút đen cái.
Rồi nó in ra một cái tờ giấy nè, y chang như tờ giấy nãy mình đưa các bạn coi nè, 192.168.1.254 nè. Bây giờ mình sẽ vào cái phần mềm, mình sẽ nhập địa chỉ IP đó. Rồi các bạn vào cái chỗ cài đặt nè các bạn. Rồi bây giờ các bạn thiết lập cái tên quán nè, cái địa chỉ quán nè, cái số điện thoại nè và lời cảm ơn nè. Các bạn lưu ý chỗ này các bạn enter xuống 1 hoặc 2 dòng để khi mà các bạn in ra nó sẽ dư ra một cái khúc giấy trắng để các bạn xé, còn nếu không ba là nó sẽ ngay cái chỗ cảm ơn quý khách này các bạn xé, các bạn sẽ bị mất cái chữ cảm ơn quý khách nha. Rồi xuống đây mình sẽ chọn cái khổ giấy là K57 tại vì cái máy in của mình là khổ 57 nha các bạn. Đó, bên mình cũng có bán là khổ K80 luôn. Các bạn nếu mà muốn cái in cái khổ giấy bự thì các bạn chọn mua cái máy K80 nha. Còn chỗ này các bạn có thể chỉnh được độ đậm nhạt của cái mực cái in nha. Rồi xuống đây các bạn kết nối máy in nè, các bạn chọn cái in mạng nè. Rồi bây giờ các bạn bấm dấu cộng nè, rồi các bạn nhập cái địa chỉ IP của vào nha. Thì những bạn nào mà cái lớp mạng .1 này sai á thì các bạn sửa lại .2.0 hoặc cho phù hợp với cái IP nhà của mình nha. Ở đây của mình là .1.254 thì mình chỉ cần đánh 254 vào mình đồng ý. Rồi cái mình bấm vào cái chỗ này cái là sẽ kết nối được nè. Địa chỉ IP 192.168.1.254 nè. Rồi ok mình lưu lại các bạn ha. Rồi bây giờ mình ra chỗ tính tiền nè. Mình tính tiền thử rồi mình sẽ in thử nha. Ở đây mình có một cái tính tiền nè, mình in thử cho các bạn xem trước nha. Đó, đây các bạn ha, đây là khổ giấy K57. Khổ K58 nó sẽ bự hơn nha các bạn nha. Thì ở đây á, các bạn sẽ bấm cái dấu đô la này nè, nó sẽ trả rồi các bạn trống cho các bạn để các bạn tiếp khách khác ha, hoặc là các bạn lên đơn khác ha. Đó, khi mà các bạn bấm dấu đô la đó nó sẽ về trong cái bàn màu xanh nè, hồi nãy là màu đỏ ha. Rồi mình sẽ tính chỗ bàn số 2 thử ha. Bấm dấu cộng nè, những cái khách nào đó vô đó mình bấm chọn món gì đó, bao nhiêu số lượng nè các bạn thấy không. Rồi bây giờ mình ra ngoài, mình ví dụ khách order xong mình ra ngoài, bàn này là có dấu sao màu đỏ nè, là khách đang ngồi nè các bạn. Rồi ví dụ bàn số 2 tiếp tục gọi món, các bạn vào các bạn chọn thêm món. Rồi nó sẽ tăng lên các bạn ha. Đó, số lượng nó sẽ tăng lên. Rồi bây giờ mình ví dụ cái bàn số 2 nó sẽ tính tiền, mình cũng sẽ vào cái bàn số 2 luôn ha. Rồi mình vào cái chỗ cái kính lúp nè, rồi mình in ha. Đó, các bạn in thoải mái nha. Nếu mà cái menu của bạn dài á, cái phiếu tính tiền bạn dài thì nó sẽ in dài ra nha. Rồi ok, in tờ nữa cho các bạn xem ha. Rồi ok, thì những bạn nào muốn mua máy in này á, mình để cái đường link ở bên dưới phần miêu tả nha. Các bạn xuống dưới phần miêu tả, click vào cái đường link của Shopee hoặc Lazada để mua hàng, để được giao hàng ở tận nhà luôn nha. Ok, mình cảm ơn các bạn đã xem video nha. Nếu các bạn thấy hay thì để lại một like, một subscribe để ủng hộ mình nha. Xin cảm ơn các bạn.